Năm 1955, Liên Xô đã thử nghiệm thành công một quả bom hydro, và năm 1957, Nga lại phóng vệ tinh Sputnik vượt qua Hoa Kỳ về kỹ nghệ hỏa tiễn. Sợ rằng Liên Xô có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Hoa Kỳ đã bắt đầu cho phát triển một hỏa tiễn đạn đạo phản ứng nhanh, đáng tin cậy và ưu tiên cao nhất. Vào ngày 27 tháng 2 năm 1958, không quân Hoa Kỳ đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng về bắt đầu nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí hỏa tiễn mới được gọi là Minuteman. Vào ngày 9 tháng 10 năm 1958 thì Không quân Hoa Kỳ tuyên bố chọn Boeing làm nhà thầu lắp ráp và thử nghiệm cho hỏa tiễn Minuteman. Bắt đầu một trong những chương trình phức tạp nhất, lớn nhất và dài hạn nhất trong lịch sử Boeing. LGM-30 Minuteman là hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa trên đất liền của Hoa Kỳ, là một thành phần của lực lượng răng đe chiến lược của Mỹ dưới sự kiểm soát của Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu của Không quân. Thiết kế này đòi hỏi một hỏa tiễn nhiên liệu trắng, ba tầng, cực kỳ đáng tin cậy, phóng nhanh, đơn giản tối đa và khả năng sinh tồn cao, có thể cảnh giác trong hầm ngầm 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trong nhiều năm. Chữ L trong LGM là tên gọi của Bộ Quốc phòng dành cho hầm ngầm. G có nghĩa là tấn công bề mặt. M là viết tắt của hỏa tiễn dẫn đường. 30 là viết tắt của loại hỏa tiễn Minuteman. Và G sau 30 là Minute 3 hiện tại. Sự phát triển của Minuteman bắt đầu vào giữa năm 1950 khi nghiên cứu căn bản chỉ ra rằng một động cơ hỏa tiễn nhiên liệu rắn có thể sẵn sàng phóng trong thời gian dài. Trái ngược với hỏa tiễn nhiên liệu lỏng, cần nhiên liệu trước khi phóng và do đó có thể bị phá hủy trong các vụ tấn công bất ngờ. Hỏa tiễn được đặt tên là Minuteman thuộc các nhóm lính phòng vệ của Hoa Kỳ tình nguyện sẵn sàng phục vụ trong một thông báo trước một phút trong chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ. Người có thể sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sự phát triển của Hải quân Hoa Kỳ UGM27 Polaris có vai trò tương tự cho phép không quân sửa đổi Minuteman tăng cường độ chính xác của nó để tấn công các mục tiêu quân sự bao gồm các hầm chứa hỏa tiễn của Liên Xô. Minuteman là một khái niệm mang tính cách mạng và một thành tựu kỹ thuật phi thường. Hệ thống vũ khí Minuteman được hình thành vào những cuối năm 1950 và Minuteman One được phát triển vào đầu những năm 1960, Minuteman tham gia phục vụ vào năm 1962 như là một vũ khí răng đe có thể tấn công các thành phố của Liên Xô và phản ứng nếu Hoa Kỳ bị tấn công. Minuteman II được đưa vào sử dụng vào năm 1965 với một hoạt động nâng cấp để cải thiện chính xác và khả năng sống sót khi đối mặt với hệ thống hỏa tiễn chống đạn đạo mà Liên Xô đang phát triển. Ban đầu chúng được trang bị đầu đạn W-62 với năng suất 170 kiloton. Đến thập niên 1970, 1.000 Minuteman đã được phát triển. Minuteman là một hệ thống vũ khí chiến lược sử dụng hỏa tiễn đạn đạo có tầm bắn xuyên lục địa. Mỗi Minuteman được đặt trong hầm phóng ngầm kiên cố, có độ sâu khoảng 80 feet, đường kính 12 feet để bảo vệ chống lại sự tấn công và kết nối với một trung tâm điều khiển phóng dưới lòng đất thông qua một hệ thống dây cáp cứng. Công ty đã chế tạo lắp đặt và bảo trì các hỏa tiễn trong hầm chứa của họ và các nhân viên không quân được đào tạo tham gia chương trình. Miniman 2 được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1964, có khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao hơn nhiều so với hỏa tiễn trước đó. Phiên bản tiếp theo là Minuteman 3 được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1968 với độ chính xác, phạm vi và khả năng mục tiêu cao hơn. Các nhân viên trong phòng phóng hỏa tiễn gồm hai sĩ quan thực hiện báo động suốt ngày đêm trong trung tâm điều khiển phóng. Một loạt các hệ thống thông tin liên lạc cung cấp cho tổng thống và bộ trưởng quốc phòng liên lạc trực tiếp hầu như ngay lập tức với các nhân viên trong phòng phóng hỏa tiễn với độ tin cậy cao. Nếu mất khả năng chỉ huy giữa trung tâm điều khiển phóng, thì các thiết bị phóng hỏa tiễn từ xa, máy bay của trung tâm điều khiển phóng ở trên không E6B được cấu hình đặc biệt sẽ tự động nhận lệnh và điều khiển hỏa tiễn hoặc hỏa tiễn bị cô lập. Các phi hành đoàn chiến đấu trên không đủ điều kiện sử dụng máy bay của trung tâm điều khiển phóng hỏa tiễn sẽ thực hiện mệnh lệnh của tổng thống. Cả hai thành phần hỏa tiễn và căn cứ phát triển đều kết hợp những tiến bộ đáng kể ngoài các hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Phản ứng tương đối chậm, nhiên liệu lỏng, được điều khiển từ xa với thế hệ trước. Ngay từ đầu thì các hỏa tiễn Minuteman đã cung cấp một thành phần phản ứng nhanh, hướng dẫn thực chất có khả năng sống sót cao cho chương trình răng đe chiến lược của Hoa Kỳ. Khái niệm bảo trì của Minuteman tận dụng độ tin cậy cao và phương pháp loại bỏ và thay thế để đạt được tỷ lệ báo động gần như 100%. Thông qua các cải tiến tân tiến, hệ thống Minuteman đã phát triển để đáp ứng những thách thức mới và đảm nhận các nhiệm vụ mới. Các chương trình hiện đại hóa đã dẫn đến các phiên bản mới của hỏa tiễn, mở rộng tùy chọn nhắm mục tiêu, cải thiện độ chính xác và khả năng sống sót. Hệ thống vũ khí Minuteman ngày nay là sản xuất gồm 60 năm cải tiến liên tục. Lực lượng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa hiện tại bao gồm 400 hỏa tiễn Minuteman III đặt tại EF Warren Air Force Base, Wyoming, Maelstrom Air Force Base, Montana và Minot Air Force Base, North Dakota. Minuteman có trọng lượng là 79.432 pounds, đường kính là 5.5 feet, phạm vi hơn 6.000 dặm, tốc độ khoảng 15.000 dặm một giờ. Giá cho mỗi hỏa tiễn là 1.818.000 Mỹ Kim. Lực lượng này đã giảm xuống còn 400 hỏa tiễn Minuteman III kể từ tháng 9 năm 2017. Năm 1970, Minuteman III trở thành hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa được phát triển đầu tiên với nhiều phương tiện tái nhập mục tiêu độc lập. Ba đầu đạn nhỏ hơn giúp cải thiện khả năng tấn công mục tiêu của hỏa tiễn, được bảo vệ bởi hệ thống hỏa tiễn chống đạn đạo. Kể từ năm 2020, phiên bản LGM-30G Minut3 là hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa trên đất liền duy nhất đang hoạt động tại Hoa Kỳ và đại diện cho điều chỉnh cân bằng của bộ ba hạt nhân Hoa Kỳ, cùng với hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident và vũ khí hạt nhân mang theo máy bay thả bom chiến lược tầm xa. Không quân Mỹ đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào nghiên cứu và phát triển phiên bản cuối cùng của hỏa tiễn Minuteman, LGM-30G Minuteman III. LGM-30G Minuteman III của Boeing tiếp tục dùng ba giai đoạn của động cơ hỏa tiễn đẩy nhiên liệu rắn. Hỏa tiễn Minuteman III là một phần của Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ bao gồm hạm đội tàu ngầm hóa tiễn đạn đạo lớp hải quân Ohio và máy bay thả bom B-2 và B-52 của không quân.